Hoan nghênh ta trở lại tàu Sư Phụ Gia Trị. Hôm nay xin giới thiệu với các bạn về bình gốm Long Tuyền, Lùng Chuyển Dảo. Là loại đồ sứ có chiều dài lịch sử lâu nhất ở Trung Quốc, thời Tống bắt đầu thịnh hành. Lò nung Long Tuyền nổi tiếng với việc đốt ra màu xanh như quả mơ. Màu sắc của bình sứ này được mệnh danh là đỉnh cao của vẻ đẹp màu sắc. Để đốt ra được màu sắc như vậy, đất để làm gốm cần pha trộn một ít từ chinh thù, làm cho mẫu gốm trước tiên có màu xanh xám, sau đó mới đi trắng men. Chiếc bình này khi đốt xong có thể đem so sánh với ngọc bích. Sẵn đây giới thiệu với các bạn chiếc bàn từ gỗ lỉ, làm bằng gỗ hoàng hoa lê, Hải Nam. Bạn có thể thấy rằng kết cấu của chiếc bàn rất tinh tế, tinh dầu trong gỗ rất dồi dào, tạo cảm giác bóng loáng cho chiếc bàn. Xin hoan niềm mừng, xin hoan chinh hèn tờ chê sao, chê lì sư, xin phụ giả trị, xa xư chênh.